Kiểm soát nhiễm khuẩn là một phần cực kỳ quan trọng trong các cơ sở y tế và những môi trường đòi hỏi vệ sinh cao. Dưới đây là các quy trình cơ bản thường được áp dụng trong kiểm soát nhiễm khuẩn. 1. Vệ sinh tay. Sử dụng dung dịch rửa tay chứa cồn hoặc xà phòng sát khuẩn. Thực hiện đúng kỹ thuật rửa tay với 6 bước vệ sinh tay theo quy định. Khử khuẩn tay trước và sau khi tiếp xúc với bệnh nhân, dụng cụ y tế hoặc môi trường chăm sóc. 2. Sử dụng trang phục bảo hộ, mặc đồ bảo hộ như áo, mũ, khẩu trang, găng tay và kính bảo hộ. Thay mới và khử trùng trang phục bảo hộ sau mỗi ca làm việc hoặc khi tiếp xúc với dịch tiết. 3. Khử khuẩn và tiệt khuẩn dụng cụ y tế. Dụng cụ được làm sạch, khử khuẩn và tiệt khuẩn trước và sau khi sử dụng. Các phương pháp như ngâm hấp, tiệt khuẩn bằng tia UV hoặc hóa chất phù hợp cho từng loại dụng cụ. 4. Quản lý chất thải y tế. Chất thải được phân loại theo nhóm nguy hiểm như chất thải y tế, hóa chất độc hại, rác sinh học. Đảm bảo chất thải được chứa và xử lý trong các thùng chứa an toàn, sau đó vận chuyển đến khu vực xử lý đúng quy định. 5. Vệ sinh môi trường làm việc. Bề mặt làm việc được vệ sinh định kỳ bằng các dung dịch sát khuẩn. Thực hiện vệ sinh khu vực chăm sóc bệnh nhân, giường bàn làm việc, dụng cụ chạm trực tiếp và bề mặt tiếp xúc thường xuyên. 6 giám sát và đào tạo nhân viên. Thường xuyên kiểm tra, giám sát quy trình thực hiện của nhân viên để đảm bảo an toàn. Đào tạo nhân viên về các kỹ thuật kiểm soát nhiễm khuẩn, biện pháp phòng ngừa và các tiêu chuẩn an toàn. 7. Quy trình cách ly. Các bệnh nhân nhiễm khuẩn cần được cách ly đúng quy định để tránh lây nhiễm chéo. C. Áp dụng biện pháp cách ly theo mức độ nguy hiểm của từng loại nhiễm khuẩn. Ví dụ, cách ly tiếp xúc, cách ly giọt bắn các quy trình này cần thực hiện nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn giảm nguy cơ lây nhiễm chéo và bảo vệ sức khỏe cho cả bệnh nhân và nhân viên y tế bạn có cần thêm chi tiết về từng bước cụ thể nào không